Xin chào mọi người, mình tên là Trân. Hiện tại mình là một du học sinh Phần Lan. Video ngày hôm nay là về chủ đề du học. Tuy nhiên thì mình sẽ không nói về các bước để đi du học hoặc là các yêu cầu để đi du học Phần Lan. Tại vì mình thấy đã có rất là nhiều các kênh YouTube khác nói về chủ đề này rất là đầy đủ. Và ngoài ra thì các bạn có thể tìm thấy rất là nhiều tài liệu hay, tài liệu tốt ở trên mạng. Video ngày hôm nay mình sẽ giải thử đề thi đầu vào ở các trường đại học Phần Lan. Và trước khi mà mình giải thử đề thi này thì mình muốn nói một cách rất là ngắn gọn, rất là sơ qua về các kỳ thi này. Ở Phần Lan thì có hai kỳ nhập học chính là kỳ mùa xuân và kỳ mùa thu. Tuy nhiên là kỳ mùa thu là cái kỳ chính hơn, thì tất cả các trường đều mở. Chỉ có kỳ mùa xuân là chỉ có một số ít trường mới mở kỳ mùa xuân thôi. Và kỳ mùa thu thì nó bắt đầu vào khoảng cuối tháng 8, giữa đến cuối tháng 8. Và nếu các bạn muốn nhập học vào lúc này thì các bạn sẽ phải chuẩn bị hồ sơ và application để nộp vào tháng 1. Tức là ví dụ như là nếu các bạn muốn nhập học vào tháng 8 năm 2023 thì các bạn phải nộp application vào tháng 1, và cụ thể là vào ngày 4 đến ngày 18 tháng 1 năm 2023. Ok, và sau đó thì các bạn sẽ nhận được một cái invitation vào tháng 2 để tham gia vào cái kỳ thi này. Cái kỳ thi này nó khá là tương đương với kỳ thi đại học ở Việt Nam, tuy nhiên là nó sẽ hơi khác một chút xíu. Mình có thể kể ra ba cái điểm khác biệt lớn nhất mà mình có thể nghĩ ra ngay lúc này. Thứ nhất là về mức độ khó, thì mình nghĩ là đề thi đại học ở Việt Nam sẽ khó hơn rất nhiều. Thứ hai là cái kỳ thi này mình có thể thi online, có nghĩa là các bạn mở máy tính lên và thi. Và cái thứ ba là không giống như Việt Nam mình là kiểu thi một lần và nộp cho tất cả các khối ngành, thì ở Phần Lan sẽ là tùy vào cái khối ngành các bạn học thì các bạn sẽ có một cái bài thi khác nhau. Chẳng hạn nếu các bạn đăng ký vào các ngành khối ngành kinh tế thì các bạn sẽ làm bài thi cho cái khối ngành kinh tế, hoặc là các bạn làm muốn học IT hoặc là engineering thì các bạn sẽ phải thi một cái đề cho engineering. Hôm nay mình sẽ giải đề thi BIT, nghĩa là Business Information Technology. Và sau khi mà các bạn có bản thi này xong thì các bạn sẽ nhận được kết quả vào tháng 3, tháng 4 gì đấy. Để tháng 5 thì mình có thể bắt đầu chuẩn bị giấy tờ kiểu xin visa, xin resident permit và chuẩn bị sẵn sàng lên đường qua Phần Lan du học vào tháng 8. Đó là tất cả những cái điều mà mình kiểu khá là ngắn gọn về cái kỳ thi này. Bây giờ thì mình sẽ giới thiệu một chút xíu về cái cấu trúc đề thi trước khi mà mình bắt đầu giải cái đề này nhé. Ok, ở đây mình có một cái đề Agents Examination của khối ngành BIT. Đây là một cái Example Formats and Questions vào năm 2021, tức là cũng khá mới thôi, của trường Haga Helia. Exam này thì sẽ có 4 phần và 3 phần này sẽ là thi đầu tiên. Nếu các bạn pass được cái phần này thì các bạn sẽ được nhận tiếp một cái invitation để tham gia cái online interview, cái vòng cuối cùng này. Ok, mình có thể đi sơ qua từng vòng trước. Thứ nhất là về phần đầu tiên, pass based on material given in the examination, có nghĩa là người ta sẽ cho bạn một cái tài liệu và sau đó các bạn sẽ đọc hiểu cái tài liệu đó và trả lời true, false hoặc là not given. Cái phần này nó rất là tương tự với phần IELTS reading. Nếu các bạn có làm quen với cái format đấy thì nó rất là tương tự, và thậm chí là mình nghĩ là nó cũng dễ hiểu hơn phần IELTS reading. Tiếp theo là phần Mathematical and Logical Thinking. Thì nếu mà đối với những bạn mà vừa học xong cấp 3 thì mình nghĩ là cái phần này các bạn sẽ cảm thấy rất là dễ dàng, không có gì khó cả. Nhưng mà đối với một vài bạn đã tốt nghiệp cấp 3 rồi, hoặc là các bạn quên toán ấy, thì mình nghĩ là các bạn sẽ phải dành một ít thời gian, không nhiều đâu, mình nghĩ là khoảng một tuần là ok. Các bạn sẽ phải làm quen lại với các dạng đề để khi mình vào thi thì mình sẽ đỡ bị bỡ ngỡ hơn. Mình có thể gợi ý cho các bạn là các bạn có thể sử dụng các bài toán ở trong cái phần SAT Math. Đương nhiên là trong cái đề này nó không khó bằng cái toán của SAT, nhưng mà nếu mà các bạn muốn ôn tập thì mình nghĩ cái SAT Mathematics nó rất là phù hợp.
Tiếp theo là motivation and written English language skill. Sở dĩ có phần này là tại vì là mình không nghĩ là còn trường nào ở Phần Lan yêu cầu IELTS như là một cái requirement khi mà các bạn nộp hồ sơ vào trong trường. Cho nên là mình sẽ có một cái phần nhỏ nhỏ như thế này để người ta có thể đánh giá được cái khả năng sử dụng tiếng Anh của bạn trong quá trình học tập. Thì cái phần này maximum của nó chỉ có 10 điểm thôi. À, phần Mathematics and Logical Thinking thì 50 điểm và phần này là maximum là 20 điểm. Ok, sau khi các bạn thi xong 3 vòng này, người ta sẽ tính điểm và nếu mà các bạn pass thì sẽ được tiếp tục tham gia một cái online interview. Thì cái này nó sẽ là một cái buổi, các bạn sẽ được form thành một cái group gồm 3 đến 4 người. Và từ đó thì các bạn sẽ discussion với nhau về một cái chủ đề cho sẵn. Cái vòng này thì sẽ maximum là 20 điểm. Ở đây người ta cũng có nói là đây 3 cái vòng đầu tiên sẽ tốn khoảng 3 tiếng và cái vòng online interview sẽ mất khoảng 10 đến 15 phút. Ok, cái phần này cũng khá là quan trọng. Cái phần maximum point thì mình cũng khá là rõ rồi, nhưng mà cái phần minimum point này có nghĩa là kể cả ví dụ như là phần maximum point này là 100 điểm đúng không? Và cái điểm mà để đậu á là chẳng hạn như 80 điểm chẳng hạn. Và các bạn đâu đó được 81 điểm chẳng hạn. Tuy nhiên là một trong những cái phần này của các bạn dưới cái minimum point này, có nghĩa là dù các bạn cái điểm tổng của các bạn trên cái điểm để đậu, nhưng mà một trong những cái phần này nào đó có cái điểm nó thấp hơn cái phần minimum point thì các bạn cũng sẽ bị rớt. Ok. Vậy là mình đã đi qua hết được cái cấu trúc của một cái đề thi và bây giờ mình sẽ bắt đầu vào làm đề thi. Mình sẽ bắt đầu giải đề toán và logical thinking skill trước. Câu đầu tiên, giá của một cái áo sau khi được giảm 40%. Một cái áo được giảm 40% và cái giá hiện tại của nó là 90 đồng. Thì hỏi là cái áo này đã được giảm bao nhiêu euro? Ok. Thì mình bài này đơn giản thôi, mình có thể gọi x là cái số tiền mà cái áo ban đầu không được giảm, thì x này tương ứng với 100%. Sau khi được giảm 40%, tức là bây giờ còn 60%, thì cái áo còn là 90 euro. Đầu tiên mình sẽ tìm x. X đơn giản nhân 100% và 100% và chia cho 60% là bằng 150. Suy ra là cái số tiền mà được giảm là 150 trừ cho 90 là bằng 60. Ok, 60 là đáp án của câu 1. Câu số 2. Integer number. Integer number nghĩa là kiểu số nguyên từ số 0 đến 999. Có bao nhiêu số mà có ít nhất là một chữ số 7? Cái mình nghĩ bài toán cái bài toán này mình có thể giải theo hai cách. Thứ nhất là mình có thể tính cái số mà có ít nhất là một số 7, hoặc là mình có thể tính ngược lại, có nghĩa mình tính cái số mà không có số 7 sau đó mình trừ ra. Mọi người hiểu ý tưởng không? Thì mình nghĩ là cái cách thứ hai nó sẽ dễ tiếp cận hơn. Ở đây từ số 0 đến số 9999 là có 1000 chữ số, đúng không ạ? Đúng chưa? Và tiếp theo, mình sẽ tính cái số mà không có cái số 7 thì mình gọi cái số đấy là số ABC. Tại vì ở đây là đến số 999 lần, mình có thể gọi số đây là ABC. Thì A ở đây sẽ có bao nhiêu cách chọn? Từ 0 đến 9 là có 10 cách chọn và nó không được có số 7, tức là nó chỉ còn 9 cách chọn thôi. Đúng không? B tương tự cũng như vậy, cũng không được có số 7. Số nào cũng được, từ số 0 đến số 9, số nào cũng được. Không có số 7 thôi thì cũng có 9 cách chọn. Và C thì cũng có 9 cách chọn. Thì suy ra ở đây cái số mà không có cái số 7 sẽ là 9 mũ 3 số, là bằng 9 mũ 3 là bằng 729. Suy ra cái số mà có ít nhất một số 7 sẽ là bằng 1000 trừ cho 729, sẽ bằng bao nhiêu nhỉ? Bằng 271. 271 là đáp án của câu 2. Ok, tiếp theo bài số 3. Một cái bức hình trong đó là Paul nhìn Sally. Mình ghi xuống cho nhớ nhé. Paul là nhìn Sally và Sally thì nhìn Steve.
Sally, Steve. Sau đó là mình có tiếp là Paul sẽ là người marriage, và Steve là unmarried, chưa cưới, biết tắt nè. How would you comment a statement? Bạn có thể comment gì vào cái câu này? Trong cái bức hình này sẽ có một người đã kết hôn, một người chưa kết hôn, đúng chưa? Thì mình có Paul nhìn với Sally, mà ở đây là Paul là marriage, đúng nè, một người kết hôn. Nhìn Sally, Sally là một người unknown, Sally không biết là đã kết hôn hay chưa, đúng chưa? Tiếp theo đề bài có Sally nhìn với Steve, Sally cũng unknown luôn, mặc dù Steve là người unmarried. Yeah. Suy ra là mình có thể comment cái câu này là mình sẽ không có determine được. Ok, mọi người ổn không? Tiếp theo nhé, câu số 4. Cho một cái dãy số A1, A2, A3 được define như sau. A1 là bằng 0, A2 bằng 1, AN là bằng 3 nhân cho N trừ 2 cộng cho N trừ 1 cộng 2 khi mà N lớn hơn 2. Define the value of A5. Okay. Define value A5 thì mình chỉ cần thế 5 vào cái dãy, cái dòng cuối cùng này, thì mình sẽ có là A5 sẽ bằng là 3 nhân cho A, nhân cho A 5 trừ 2, mình viết luôn A5 trừ 2, A5 trừ 2 là bằng A3, cộng cho A5 trừ cho 1 là bằng A4 cộng cho 2. Được chưa? Thì suy ra A5 là bằng bao nhiêu? Bằng cái dãy này, mình sẽ phải đi tìm A4 và A3. Ok, mình sẽ lại thế A3 và A4 vào trong cái này. Thì suy ra A3 là sẽ bằng 3 nhân với A, 3 trừ 2 là bằng 1 nè, cộng cho A, 3 trừ 1 là bằng 2 nè, cộng 2 nè, sẽ bằng, đây mình có 1 với 2 rồi, mình sẽ thế vào, đây là 0, đây là 1, suy ra là bằng 3. Ok không? 0 nhân 3, 0, 1, 3, đúng rồi. Tiếp theo mình tính A4, 3 nhân với A4 trừ 2 là bằng A2, cộng cho A, 3, cộng 2, sẽ bằng là 3 nhân A2 là 1, cộng cho A3, ở đây là 3, cộng 2, suy ra sẽ bằng là 3 cộng 3 là 6, 8. Đến bây giờ mình có A3, A4 là mình có thể thế ngược vào đây. 3 nhân với 3 cộng cho 8 cộng 2. Sorry mọi người, ở đây là 8. A4 là bằng 8. Suy ra ở đây là 19. Ok. Tiếp tục. Cái ngày đầu tiên của tháng 7, một người nông dân mua một số lượng gà và để nó ở trong một cái big field. Ok. Trong cái ngày tiếp theo, một đàn sói đã ăn 10% của con gà, 10% gà mỗi năm, gà mỗi đêm. Sau đó là cái người nông dân này chỉ có chú ý cái sự suy giảm khi mà số lượng gà dưới một nửa. Hỏi là cái ngày nào của tháng 6 thì cái điều này happen, tức là cái điều mà ông này phát hiện ra. Mình có thể giả sử, ví dụ như giả sử cái số gà ban đầu là 10 chẳng hạn. Sau đó mình có thể tính là ô, sau ngày đầu tiên thì 10 con gà nó sẽ ăn 10% của con gà, tức là ăn một con là còn 9 con. Sau ngày thứ hai ăn 10% của 9 con là 9 nhân 10% nhân cho 90% chứ là còn 8.1. Rồi sau đó ngày thứ ba thì sẽ là 8.1 nhân cho 90%, đúng không, là bằng 7.2.
Và tương tự như vậy cho đến khi nào mà mình nhận thấy cái số này nó dưới 5, tức là below half. Đó là một cách tính. Cách tính thứ hai, mình có thể thông minh hơn, mình có thể khái quát cái vấn đề này lên một chút. Tức là cái số gà còn lại sau mỗi đêm sẽ là 90%, đúng không? Đúng không? Thì số gà đầu tiên là 100% và số gà còn lại mỗi lần nó ăn là 10%, mất đi 10% thì còn lại 90%. Thì mình có thể là gọi số cái gà ban đầu của mình là 1 chẳng hạn. Thì mình sẽ mong chờ là cái số lượng con gà nó sẽ thấp hơn, tức là nó còn đâu đó 0,5 thì nó sẽ được. Thì bây giờ mình có thể bấm một cái phép tính đơn giản, tức là 90%, tức là 0.9. Mình có thể mũ x lần x, trong khi x ở đây sẽ là cái số ngày, và sau đó cái này nó sẽ bằng 0.5 chẳng hạn. Và sau đó x là số ngày, mình có thể bấm tìm x. Ok, nó ra là 6.5 gì gì đó. Thì tại vì là ngày thì nó sẽ không có cái số 6.5 này được, cho nên là mình sẽ làm tròn thành là 7. Suy ra là ngày thứ 7, First of July, 7th of July, thì người nông dân sẽ phát hiện ra gà của mình bị giảm xuống một nữa. Cũng không đến nỗi quá khó đúng không mọi người? Tiếp theo câu số 6. Một cái nhóm học sinh có 36 người và 1/3 số này thì học C, 75% học Java và 5 đứa sẽ không học language gì cả. Bao nhiêu học sinh sẽ biết cả hai ngữ Java và C? Thì mình có thể gọi là ở đây có 1/3 biết C, C sharp rồi. 1/3 của 36 là 12 người, 75% số đó học Java. Thì Java ở đây sẽ là bao nhiêu nhỉ? 36 nhân cho 75%, 27. Ok, trong khi tổng số học sinh của mình là 36 người và 5 người trong đó là no programming language. Ở đây mình sẽ có một cái phương trình như sau. Cái số học sinh cộng số học sinh học C sharp cộng cho số học sinh học Java cộng cho 5 thì sẽ bằng số học sinh tổng cộng cho số học sinh biết cả hai ngôn ngữ. Mình có thể gọi là x. Thì bây giờ bài toán sẽ trở nên tìm x thôi. X sẽ là bằng mười hai cộng cho 27 cộng cho 5 trừ 36 bằng 8. Rồi, tiếp đến với bài số 17. Số 7. Một công ty có 5 người, lương của manager cao hơn lương của programming nhưng mà không bằng lương của architect, bé hơn architect, và tester sẽ được trả nhiều hơn sale. Tester có nghĩa là tester sẽ được trả nhiều hơn sale nhưng mà ít hơn programmer. Ok, mình có thể list này từ highest to lowest. Thì highest ở đây chính là architect, sau đó đến manager, sau đó đến programmer, và sau đó đến tester, và sau đó đến sale. Ok, mình sẽ tiếp tục giải câu số 8. How much money would I start with if in spending 1/5 and then 1/5 the remaining amount I have altogether spent? 72. Có nghĩa là mình sẽ tìm số tiền ban đầu khi mà dùng 1/5, sau đó thì dùng 1/5 của cái số còn lại, thì còn lại là 72 đồng. Nếu mình gọi x là số tiền ban đầu thì mình sẽ có một cái equation, đó là x 1/5 đó, x 1/5 cộng tiếp cho 1/5 của cái remaining, có nghĩa là 4x chia cho 25 sẽ bằng 72. Từ đây mình sẽ tìm được x. Ok,
cộng cho 4 x chia cho 25 trừ 12. X sẽ bằng 200. Ok, cũng đơn giản không có gì cả. Tiếp tục đến câu số 9. Câu này thì mình nghĩ là sẽ là hơi logical thinking một chút. Một cái function string s được define như thế này. A is a string of character, m and n là positive integer number. Có nghĩa là mình sẽ có một cái function s và sau đó thì có một cái string, có nghĩa là một cái chuỗi là a. Tại vì a đây. Sau đó m và n là những cái số. Cái function s này nó nhận một chuỗi, một số n, một số m, ok? Và nó sẽ return là m character substring, một cái m character, ví dụ như là một cái substring là một cái string nhỏ hơn và có một cái số lượng character nhất định. Ví dụ như là m ở đây là 5 thì sẽ là một cái chuỗi gồm có 5 cái ký tự. Và sẽ bắt đầu từ cái ký tự thứ n. Ok? Từ cái ký tự a này. Được chưa? Ví dụ như ở đây có example s. Cái này là cái chuỗi của mình nè. Sẽ là cái m n sẽ là cái số thứ tự của cái chuỗi a, và 6 sẽ là một cái số lượng của cái chuỗi nhỏ hơn. Thì mình có thể đặt vào đây 4, 1, 2, 3, 4 là bắt đầu bằng chữ Y. Rồi đó 6 là cái số lượng của các ký tự. Thì có 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đây là cái dãy của mình. Mình so sánh với bên này. Ok, mọi người hiểu không? Tiếp tục. Với cái function string này có thể được collect với nhau bởi cái dấu cộng này. Thì mình có thể làm cái bài dưới này. S mobile 1, 2, O. Và 3 là 1, 2, 3. 1, 2, 3, O, 5. Rồi. 1, 2, 3, 4. Ok, cộng cho result 1, 2, 3, Z, A, R. Và cái chuỗi này sẽ là O, B, R, A, M, M, I. Sau đây mọi người, A, Z. Mình sẽ có cái chuỗi S này là như thế này. Và cái này nó sẽ là 1, 2, 3, 4, 5, 6, M, 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 Z. Đây là đáp án. Đến với bài cuối cùng, mình nghĩ là đây là bài cuối cùng rồi. Ok. Thì ở đây người ta sẽ cho mình một cái flowchart. Và câu hỏi ở đây là which value will be printed in the end? Mình sẽ phải tìm ở đây. Thay mình sẽ khoan quan tâm đến cái đoạn đầu này trước, mình sẽ phải quan tâm, mình sẽ đi ngược lại một trang một chút, tại vì đây là cái câu hỏi của mình đúng không? Thì mình sẽ đi ngược lên. And ở đây đi ngược lên là write B, thì có nghĩa là mình phải biết được B là cái gì. Đúng không ạ? Và để biết, để write được B thì mình phải, cái đây là một cái phương trình có điều kiện. Yes là yes, no là đúng hoặc sai. Thì cái phương trình này nó phải sai thì nó mới đi theo hướng này được. Suy ra cái mình có thể thấy ở chỗ này là một cái vòng lặp. Yes, no, một cái vòng lặp. Và để mà break được cái vòng lặp này, mọi người thấy không? Đây là một cái vòng lặp này. Và để break được cái vòng lặp này thì cái chỗ này nó phải là điều kiện sai. Thì A nó phải lớn hơn 10. Ở đây nếu A bé hơn 10 thì nó tiếp tục cái vòng lặp này. Chỉ có khi A lớn hơn 10 thì nó sẽ break cái vòng lặp này và nó sẽ đi đến cái kết quả mình biết ở đây. Đúng chưa? Vậy thì mình sẽ
khi mà mình biết được cái điều kiện để ngưng cái vòng lặp này và tìm ra được đáp án thì mình sẽ đi từ đầu nhé. Thì ở đầu tiên sẽ là A bằng 1 và B bằng 1. Được chưa? Bây giờ bắt đầu sẽ vào, phải vào nè, sẽ vào vòng, chuẩn bị vào vòng lặp. Thì B ở đây, sorry mọi người, B bằng 1. Đầu tiên B ở đây mình sẽ là bằng B cộng A cộng 1, tức là 1 cộng 1 cộng 1 là bằng 3. Ở đây B bằng 3, A thì vẫn bằng 1, A vẫn bằng 1, thì suy ra yes, A sẽ bằng 1 cộng 3 là bằng 4. Để quay lên đây, mình sẽ có được B lần này sẽ bằng, B lần này là bằng 3 nhé, 3 cộng 4 cộng 1 là bằng 8. Ok, tiếp tục vào cái vòng lặp tiếp. Đây là lần 1 này, lần 2 này, A lúc này sẽ bằng bao nhiêu? Mình nghĩ là vòng lặp nó sẽ bắt đầu từ đây, từ 1 vào đây. Xin lỗi. Lần 1, B, lần 2. Ok. Tại vì đây sẽ là bắt đầu vòng lặp, mình nghĩ vậy. Lần 2, lúc này A của mình sẽ bằng 4 cộng cho 3 là bằng 7. Được chưa? Quay lên đây, suy ra B là sẽ bằng 8 nè, cộng cho 7 cộng 1, 14. Hả? Sorry. 5, 16. 16. Tiếp tục. Lần 3 của mình là A, B đang 16 và A lúc này sẽ là bằng 7. Và bây giờ sẽ cộng 3 lên nữa, vẫn thuộc điều kiện này. A sẽ bằng 7 cộng cho 3 bằng 10. Chưa? Thì lúc này suy ra B lên đây lại. B là sẽ bằng, viết này nhé, A lớn 10. B là sẽ bằng 10 cộng 16 cộng 1, 26, 27. Chưa? Và lúc này A đã bằng 10 rồi, thì A sẽ không còn nhỏ hơn 10 nữa, thì suy ra là nó sẽ đi. Đây, điều kiện chỗ này nó sai, nó sẽ ra no. Mình sẽ write B là 27. Và mình sẽ kết thúc phương trình ở đây. Suy ra là cái kết quả chỗ này là 27. Ok, 27. Yeah. Và đó là 10 câu trong cái phần math and logical thinking của cái đề này. Mình nghĩ là không khó nếu mà bạn nào có chuẩn bị hoặc là hơi nhanh nhẹn một chút thì làm cái phần này khoảng nửa tiếng là xong. Kiểu cẩn thận nửa tiếng hoặc là ít hơn, mình nghĩ là sẽ ít hơn đấy. Ok, đến cái phần tiếp theo, cái phần này là phần đọc. Nó khá là giống với cái đề thi IELTS. Thì mình sẽ có một cái văn bản ở phần cuối này. Sau đó thì mình sẽ đọc và trả lời câu hỏi yes, no hoặc là not given. Ok, và đến phần cuối cùng là cái phần motivation and written English language skill. Phần này thì trong đề này không có, nhưng mà đại khái mình nghĩ là nó sẽ viết một hai câu gì đấy. Đây, motivation study, cái này as well your written. Mình nghĩ là cái này, phần này mình sẽ ôn theo kiểu IELTS writing. Yep. Sau khi mà mình hoàn thành hết được rồi thì mình sẽ nhận được một cái invitation cho vòng tiếp theo là vòng online interview. Bản thân mình thì mình không có tham gia các kỳ thi agent exam, tại vì mình thi SAT và mình dùng kết quả SAT để nộp vào các trường đại học.
Thì theo mình đánh giá so với việc thi SAT thì mình nghĩ là cái entrance exam này nó dễ hơn nhiều. Đấy là tùy vào quan điểm cá nhân của mỗi người, nhưng mà ít nhất là phần toán mình thấy khá là dễ. Ok, và mình sẽ để cái link của cái bài thi thử này ở dưới phần description box, mọi người nhớ check nhé. Và mình sẽ kết thúc video này tại đây. Ngoài ra thì ngoài cái đề thi này thì mình còn một vài đề thi nữa của khối ngành engineering và khối ngành kinh tế. Thì nếu mọi người muốn mình tiếp tục giải đề thi của hai cái khối đấy thì hãy cho mình biết dưới phần comment nhé. Và mình sẽ kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại mọi người. Bye!